Là một trong những bãi biển đẹp nhất của Côn Đảo, bãi Đầm Trầu nằm tại khu vực Cò Ống, cách trung tâm thị trấn Côn Đảo gần 15 km, cách sân bay Côn Đảo khoảng 2 km. Trên máy bay, ngay tại sân bay Côn Đảo, du khách có thể nhìn thấy bãi biển này hiện ra phía dưới cửa sổ thật thơ mộng và hấp dẫn. Tên gọi Đầm Trầu của bãi tắm gắn liền với sự tích Chàng Cao và Nàng Trầu. Câu chuyện về một mối tình oan nghiệt của đôi trai gái yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau vẫn được người dân trên đảo lưu truyền và giới thiệu cho du khách mỗi khi tới nơi này. Bãi Đầm Trầu hiện vẫn giữ được nét hoang sơ, thanh bình mà không nhiều bãi biển khác có được. Nơi đây sở hữu bờ cát vàng mịn, trải dài với làn nước biển trong xanh, chưa bị tác động nhiều bởi các hoạt động dân sinh. Đến đây, du khách có thể thoải mái tắm biển hay tham gia các trò chơi ngoài trời, các hoạt động dã ngoại, cắm trại. Đây là lần đầu tiên tôi đến Côn Đảo. Cảm nhận của tôi về cái Côn Đảo này là cái bãi biển rất là đẹp, nó còn rất là hoang sơ, sóng biển thì rất là êm. Tôi rất thích ở Côn Đảo, nếu có dịp có thể chúng tôi sẽ được quay lại về Côn Đảo một lần nữa. Cảm giác rất là thoải mái, so với các bãi biển khác thì nó vẫn còn hoang sơ và có những cái dãy núi thì cũng rất là đẹp, dễ thương. Những vách đá, triền đá treo leo nằm sát bên bờ biển. Màu đen thẫm của núi đá xen lẫn với màu vàng của cát, màu xanh của trời, của biển và của cây rừng khiến bãi Đầm Trầu giống như một bức tranh tuyệt mỹ. Chính vì thế, những người đam mê nhiếp ảnh thường đến đây để ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp. Cảm nhận của mình về Côn Đảo rất là đẹp. Nói chung là con người Côn Đảo thân thiện, mà cảnh Côn Đảo rất là đẹp. Mình cũng cố gắng mình dậy từ 4 giờ, 5 giờ sáng mình chụp được những tấm hình bình minh, rồi những cái cảnh tự nhiên của Côn Đảo khi mà từ ngoài tàu vào rất là đẹp. Nhưng mà đến cái bãi này thì mình thấy rất là hay, nó rất là đẹp. Mình cũng đang chờ hoàng hôn xuống để mình chụp được những bức hình như ý của mình. Khu vực Đầm Trầu chưa có nhà nghỉ, khách sạn nên khách du lịch thường đến và về trong ngày. Tuy nhiên tại đây, du khách có thể thưởng thức hải sản biển như mực, các loại cá, ốc biển ở một số nhà hàng của người dân địa phương đang kinh doanh buôn bán tại đây. Trước đây, muốn vào Đầm Trầu phải qua một con đường nhỏ hẹp, gồ ghề, rất khó khăn cho các phương tiện vận chuyển hành khách. Nhưng từ đầu năm 2018 đến nay, tuyến đường dẫn vào bãi Đầm Trầu do Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo đầu tư xây dựng đã hoàn thành, nên việc đi lại hiện nay rất thuận tiện. Trên đường đến Đầm Trầu, du khách còn có thể dừng chân tham quan di tích Miếu Cậu. Theo truyền thuyết, đây là nơi có ngôi mộ và miếu thờ Hoàng tử Cải, con của bà Phi Yến với chúa Nguyễn Ánh. Không chỉ là điểm đến hấp dẫn du khách, từ lâu, bãi Đầm Trầu còn là nơi người dân Côn Đảo lựa chọn để tổ chức các hoạt động vui chơi dã ngoại vào dịp cuối tuần hay những ngày nghỉ lễ Tết. Bãi biển Đầm Trầu thực sự là điểm đến lý tưởng để du khách được hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp, bởi nơi đây vẫn còn rất hoang sơ, thanh bình.